đến một cái thế. Xin ngoại thêm đi rồi anh, xin đi mà 10.000 nữa. 14 ly. À, ngon với mày. Dụng gì vậy là ngon lắm rồi đó. Họ thấy mỡ này ăn giòn lắm á. Cái nào? Mỡ này nè, sắc này nó giòn sực sực luôn á. Vẫn nhất quyết xuống hỏi bao nhiêu ngữ. Sáu có uống thôi, mua cho sáu luôn mẹ. Bánh tráng với thịt luộc, còn có nước mắm, chả bò, rau sống, dưa leo, cà chua và món thịt luộc. Chúng mày cắt mỡ ra luôn đi, mỡ riêng cho thịt này riêng đó mày ăn. Mỡ để cho tao quất. Nóng hả? Xong lấy đũa ấy lên. Đũa kẹp giống nãy đó. Cho đỡ nóng mày. Hot. Lau cái tay đi nhẹp kìa. Đổ bên đây nè, bánh thịt nè. Ready to eat now. Ok, bánh tráng. Cashew. Ok, hạt điều. Quay vô chỗ ngồi. Rồi.